Dương Quan đi tôn thần, ông Lớn Thái Tử Đệ Tam, ông Hoài Quán Cổ lạnh ra nghề khác thường. Dâng nước về thoái quốc một khi chuyển quân đi lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì ai đang đăng giang sông thao mấy sông mấy cả trở đi ra về đóng ngã nghe ba tranh ý thành thư ngầm mi phú vị ni đàn tranh y nỉ chơi bời tuần nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên tình niệm phủ Sim La dòng ngang khai quang thập diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cùng giả kim phụng hoàng thân cẩn thanh chúa thiên trung vương ca lăng tần giả ân từ bi lân mẫn súng sinh cố ngã kim đình lệ song nhan đâm ngừa diệu quang miên chính đàn diên
chứng quả đàn duyên âm lớn về ngài chứng quả đàn duyên trước là ban phúc nghi ban công ban quyền độ cho đôi chữ bình yên chữ phu chữ thúy khang linh thọ quyền độ cho giống mạnh khang thường vạn sơ dâng lên thường lai sắc điệp kim ngân quan lớn về đồng đôi xếp biên dành dành về cho đôi dưỡng dưỡng sinh chữ tu chữ quý khang linh thọ thường độ cho dũng mạnh khang thường phục thịnh như lai điểm khai khai thần nhật chiếu quang minh khai nhị thính thanh khai khẩu khẩu thông thiên khai tâm hoan hỷ khai túc năng bổ hạnh dòng nhan kỳ diệu quang minh phả chiếu hình nhân cửu đĩ dâng lên tam đầu cửu đĩ dâng lên tôn quan ngài tâu đỗi xếp biên rành rành phê cho đôi chữ bình an nhân nhân không đi ngại nhục nhớn ngại phi thông pháp dẫn duy quan tục tùy những sự viên dung thần nhật như thiên nhật chiếu diệu thể hoàn đồng viên minh pháp giới nội vô sứ bất hàm du Trần Thị Duyên đạo hiệu Huyền Thương Đại Tấu
đại vì tông dẫn đệ tử Tân Thanh Đồng Lê Thị Hương đạo hiệu Huyền Tâm bản mình sinh ơi Tân Dậu liên hành canh tứ thập tứ tuế tắc Tân Thanh Đồng khâm tuân thánh ý thị hôn phụng ký triều tịnh truyền động bất muội thần đệ tử khấu thủ tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ chuẩn y sắc hạ đệ tử khâm tay sắc cố sắc hữu sắc cấp đệ tử Lê Thị Hương đạo hiệu Huyền Tâm chuẩn thử Phật Thánh Quảng Bá Hảo Sinh Chi Đức Thứ Phạm Tay Tiêu Tay Dẫn Tùy Tề Chúng Chi Nhân Giang Phúc Tích Tường Tỷ Đắc Y Quang Phụ Cảnh Như Du Ba Thả Chi Thiên Nạc Nghiệp An Bất Phu Văn Minh Chi Địa Thứ Phu Yến Đài Cộng Mộc Hồng Phủ Hội Đồng Sắc Cấp Tuế Thứ Giáp Thìn Niên Lục Nguyệt Thập Bát Nhật Lương Thời Sắc Cấp Tam Giới Chính Nhất Pháp Sư Thần Phục Hành Sắc Điểm Tấu Lên Kim Ngân Sắc Điểm Tấu Lên Quan vị tống đối chua biên rảnh rảnh vi cho đôi chữ trưởng sinh Nhị tự trang sinh tê cho nhị tự trang sinh Ta tài ta độc Hiển vinh đời đời vi cho dũng thành khang cường từ con nay số hệ thiên cung quan vì lâu đôi ngay rộng xuống vì tống lên thiên địa thoải về tống lên thượng giới tống về khỏi cung giống thiên sắc tứ phủ uy hùng Thank you.
trải giang khê lên ngàn xuống bề lạnh sáng từ quý địa xanh nam đền thờ vương quan tán tiếng kiêu mang tả long hữu hồ thạch bàn còn ghi hoa tướng thì xa lâu đại điện các dâng nước vì hỏi quốc một khi truyền quân đi lấy ngọc liên đi đùng đùng dâng nước phép vì ai đang vào châu vương phủ nghiêm
sang vũ bát nhất phẩm văn bản tin dùng. Lệnh cử trung quyền sao sự giá ngực đồng ông ân cứu tử độ sinh. Đến ngày trầu trực chốn thiên đình xó sinh xó bậc thì ngài đã tinh lau lau. Phút năm lâu ngài lại sới bắc miền ninh phép thần thông biến hiện vô biên thành thời kim mã ngọc đường nguy nguy tại thượng mà dương dương tại đi. Giá được lên nó lớn cứu sinh độ thế nương uy trời xưa chỉ quân sinh. Đêm ngày trầu trực chốt thiên đình xó sinh xó mực ngài đã tinh lau lau. Độ thế nương ngoài trời sửa trị quần sinh muôn năm thanh thản miếu đỉnh nên tam thái tử ngài anh linh lấy ý lưng đệ nhất nguyện xin tôn quan ngài giáng phúc độ cho muôn dân thì được sung túc cho trẻ già trong xóm ngoài làng thứ thời vô hạn bình an nay thọ trường. Để đi tình nguyện cần hương con khải tấu họ lê con chí thành kêu thấu cửu trùng thiên nay nguyện cầu cho thôn xóm bình yên an cư lạc nghiệp quê hương đẹp sâu. Đề tam nguyện con khấu đầu vòng bay cầu cho Việt Nam cường thái dân an đạo lạc dịch lệ ôn hòa tha phương viên tông bọn đảng cho ấm no. Độ cho bốn mùa thì được kết trái đơm hoa nhân dân vui sướng hát ca mùa màng tươi tốt trẻ già được hân hoan. Đệ ngũ nguyệt xin tôn quan ngài trưng giám trưng hiếu trung thì cẩn xếp dạng ngay ai bà mắt phải khiến loan tấu quan tam phủ thì phúc hoàn oan tiêu. Đệ lục nguyện chiêu tài tiếp lộc độ cho muôn người độ cho họ lê thì được buôn bán anh thông bốn bề nam bắc tây đông thời địa lợi như dòng gặp mây. Đệ thất nguyện cho tát chúa lĩnh từ phía sơn cho nước khói hương cho nước khói hương cho kế tục truyền năng thiên trường địa thiều mê vĩnh hằng ân chiêm vũ lộ mà sánh bằng với non cao. Đi bát nguyện cho anh hào tuấn kiệt độ thanh đồng ba tiết hưng long bao nhiêu tâm nguyện ước mong
sở cầu như ý. Nối dòng đi đa đệ cửu nguyện cho sân na các khánh ban phúc lành hạ vào bình an khuôn phủ thu miễn tai ương đồng nghinh bách phúc trình tường nhân hà. Thập nguyện phong quang điên địa các chúng linh từ tu khí chúng linh hoặc dương đạo pháp quang minh đàn đồng chúng đẳng thì được kiện vinh muôn đời. Sóng nước ngây lạnh giang thanh xa hồi cùng vua ban chói chói sắc rồng quyền quan đệ tử oai hùng dậy vang rời dưới ninh đất ninh quán ninh thông trì đạo vân ý hình chuyên gia cầu u nem mi bắc ngân hà điện hạc tính đầu ninh bảy gia ý nghỉ ngang trời. Cờ diệu quang minh chiếu từ trung tích tăng cũng giả kim phục hoàng thân phật thánh chưa tiên trung vương ca lăng đơn giả ân từ bi lân bẩn chúng sinh cô ngã kim định lệ song nhãn thâm cơ diệu quang minh xứng đạt diệt chứng quả đạt diệt có lớn về chứng quả đạt diệt
trước là ban phúc nghe ban công ban quyền độ cho đôi chữ bình yên. Văn sơ dâng lên tương lai sớ kim ngân, quan lớn vì tổ đôi như chép biên dành dành phi cho đôi chữ trường sinh. Nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh, đa tài đa lộc hiển vinh đời đời phê cho xuất thành tham cường. Cũng thỉnh như lai điển khai khai thần nhận chiếu quang bình, khai ni thính thanh khai thông thuyền, khai tâm hoan hỷ khai túc năng bổ hành, dòng nhan kỳ diệu quang minh phản chiếu thiên tôn. Giang trinh quán đi quê nhà, chuyển quân đi dâng nước đi hải hà, hình minh mạng đi hình. Ngồi phúc tinh đi long hàm hồ phục nghĩ lốt tam mấy lốt tam đầu cửu vị nghi sầu tên lân giật thường mua đôi bên quan tuần ngày chắc giáng ngự trên khi sập công đồng ý. Sắc ban phong nghe ông lớn kiêm chi tạm giới nghinh nghe chiến nghe chiến sóc tà sát quỷ nghe trừ tinh quang tuần và phép uy linh quyền gại cai quản nên trừ dình nghe nhà dưới ngựng đồng chơi không lớn mấy mình quyền bóng quỳ nương oai rời thủy khí đoàn trang y thank you.
lưng về truyền văn các quan đi tả cơ hữu đội lương bang đáng đạt lệnh truyền văn võ đôi hàng khai quang dòng nga thập thờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng thân phật thánh chúa tiên trung đường ta đang tập giả từ bi mật trung sinh cô ngã kỳ tinh lệ dòng nhan kỳ diệu quang minh và chữ thiên tôn chứng quả đan duyên lớn về chứng quả đan duyên chứng đàn chứng mã chứng tâm lòng bạch độ cho đôi chữ trường sinh thiên nhân thông thi ngại nhục nhược ngại phi thông pháp nhân duy quán tục tùy những sự viên dung thần nhược như thiên nhật xíu diệu để hoạt động viên minh pháp giới nội vô sự bất thản dung nhân nhân giai ngũ túc vận vận động sai thôi. Sớ điệp kim ngân dâng lên, sớ điệp kim ngân quan lớn tuần câu đối, chép biên rảnh rảnh phê cho đôi chữ bình an. Chữ phu chữ thủy khang linh thọ trường về cho sức mạnh khang cường vững mạnh khang cường phê cho vững mạnh khang cường đầu nắm chi ngôi lòng bài đi đa độ cho cũng đã thả xa tranh nước lòng
ai đã về qua bên sông này tranh qua bến ninh sông ninh tranh nhớ người trắng xin tay xanh phì nguyên cho dù nước chảy hoa nghi hình chung cho ơi dù nước chảy hoa trôi sông tranh còn đó người còn ghi ngôi phúc tinh long sầu hồ phục dưới tám đầu ẩn khúc sầu lên lần giờ phượng múa đôi bên quan tuần ngài sắc sắc từ lên sập rồng sau thôi lại trở ra đi cưỡi tướng bạch hổ không lớn lên trầu được thiên thành ra hồi cùng đồng đình phù vua cha bác hải đồng đình tôn quan điều thất ngài vì linh nghi khác thường hay do hồi cùng nên dòng sớm hôm mai thánh bà đẹp nhất nên vui vẻ thôi để dòng ngày chơi phủ tiên lầu hồng vào xa hay do hồi cùng đế thích triển phong đi nam thiên đế thích ngay truyền phong sinh ra công chúa dòng sơn trang dựng văn nền tiên thánh thượng ngàn dâng văn nền tiên thánh thượng ngàn đồng ý cuông tuần quan mà dáng đền chừng đây trên màn do cuốn rung cây dưới khe có cá lặn chim bay về ngàn lặn sao tàn chiếc thoi ban nguyệt khoan ni khoan xều gập gành nơi thấp núi cao nghĩ hà ý hà tôi linh y hà y
xem ngàn hình tối tú anh linh ngồi kêu công chúa đi kiên hành đôi non xanh thơm đã có tiếng đồn sấm gian mặt bì mưa tuôn đông gành ra mặt đi cửa lòng lạnh chín tầng ghe xuôi một bầu tiêu dao dòng trời cũng nghi bính đồng chơi ngàn mai
sẽ chỉ thăm cố sâu hàng đường trên đông cuông dọn bán mấy bán hàng chanh nghĩ chua quýt ngọt chanh chua mấy quýt ngọt có cả sâu vàng với cau non sầu thủy bà lai giang ngự đồng xứng tâm bác sâu đô sâu đô để trên ngàn để nhau trên ngàn nọn chín hai sáu mua bán đi nghiền mà rừng rụng điểm cỏ cây hoa lá cảnh sắc hề cảnh sắc hề ra giả quốc kêu về sầu tình nghỉ ói sớm chiều
lái điên xuôi trên bàn. Đông tuần hoàn đám đàn đi chứng minh bà chúa mường trong mát anh linh, cùng là công chúa sân tinh nghi các đàn. Nào là bách bộ sớm trang quạt khai các lúc các đường như suối rừng, núi rừng đông cuồng như vang lừng lạc sơn sông hoa. Các cửa rừng bò ý nơi khai phang dòng ngàn kỳ diệu quang đình chiếu từ chung tích thắng công giả khi phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trùng vương. Dập măng chua kê sát cây hoa hồi sầu tên thánh phượng mê xin bà về chứng minh đàn sàng tiễn lễ sơn tinh các bà nhận lẫy lên trên ngàn thành thơi nay tin chủ con cũ bạc này đặt đủ cả hoa nghi lễ vật đi màu xôi sư văn đi. Các thầy đã dâng rồi vui chơi ước thử chứ mấy lời lập hai chân dắt chân thời về hài hoa áo tràng kim ban mây thước tha chiến lơ lửng vào ra mi chơi bời họ lê con nhất tâm lễ bái thiết mời thịnh bà tiên chúa bà giáng nơi bản tê đã thịnh đồ thì ba người suốt đồng đêm khi vô ân phong như cản khôn âm ni âm nghen rung nghi giống ruột vũ phương khói tỏa môn vang lửa khoác thành nghi ngự lực như bạch tường các thì hầu mạnh tướng đi theo sau lệnh bà truyền thì cấp cấp cho màu phụ đồng thêm đi bảo nhau chớ thiền họ trường niên cho yên gia sự phúc mang được tôn tử thông hành nay định tử con một xã kinh thành ba năm thì thử linh đến chín năm thử đồng. Sống chiều như cá vàng tay đi khơi mê bạc sừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đi đời đời đem cho trăm họ nơi nơi giàu sang.
thiên cả tam sinh, dâng thoi dâng nôn mới dâng hình, các nàng các bộ chiến binh cho tâm thành, kêu bệnh thời bệnh được an lành, cầu tài cầu lộc cho thanh danh mới mọi bề, hoặc là tiền kiếp mới phù thề, hoặc được sinh dưỡng mọi bề gian nan, nay lập đàn kêu chúa mới sơn tràng, thịnh mời bà xuống dương gian ứng đồng, thịnh mời bà xuống dương gian ứng đồng. Bay sông có mai về bị sờ, trốn tùng lâm nguy ở thiên thai, có phép ngư cảnh bường lai, khiến rơi nơi quyết ghi vào ảm mây, dễ ai hay hiện hình biên tướng, các con nàng ngày tháng dòng chơi, cây cao mong mát nghỉ ngơi, họ trật thanh lịch ấy, ấy thời là nhân duyên, ấy thời là nhân duyên, là nhân duyên, ấy thời là nhân duyên, là nhân duyên. Dâng văn ni tiên thánh thượng ngàn, ông vương tuần quan táo đàn chứng minh, trên ngàn gió cuốn dùng tay, dưới khe có mắt cá lặn mà đàn chim bay về đền thanh gia.